Dạ, ê, chém chém 3 lạng không hả? Có được 3 lạng rưỡi, địch luôn kìa. Hành đỏ. Hành đỏ hả? Chửi tôi gì vậy? À, địch nữa hả? Rồi, mình xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Nay 2 giờ chục mình tiếp tục thăm bị gắn đó nha. Gió hiu hiu nè. Trời bữa nay làm như không có mưa đó nha. Khu vực này ta xả hết trơn rồi nè. Chào cả nhà cái bà xã ơi. Rồi ngày mai tới cái luồng lợ cá nha. Rồi mình cũng không dây dưa. Mình mời cả nhà theo 2 giờ chục mình trải nghiệm những cái bài gắn nha. Đó, hôm qua mình chưa biết cái nha, tại vì tháng này tháng mưa là phải có hàng đó, bự nhỏ mình không biết. Giờ qua tới đây bây giờ nắng quá, ngồi xa hơi ngồi là đi nè. Con cái đó nha. Mình đi luôn ta, xới hết trơn này cái nè. Cô dựng nó xới hết rồi. Chạy qua đặt là ngon thôi nha, đây đang chạy, đây sắp đan luôn. Bên đây mình có một cái nè. Đấy, ôi, chụp chết đi nữa nha. Chụp chết, chứ biển quá trời. Chết luôn. Dính rắn đó nha. Rắn lãi nè. Con này hầm xả ba cháy đó nha. Chi nước mắm cũng ngon. Quá ngon. Đây mình cũng có một cái luôn nha. Bên kia có người, mình đi xuống mình mới quay luôn đó nha. Quay từ xa không được. Nặng ở nhà đây. Rồi có hàng nha. Có hàng. Có hành nha. Nào. Quá ngon nè. Phân, đống phân nữa nha. Này miệng hôm luôn nè. Con này hên xui nhì nữa nha. Quá êm. Bắt gắn cái này. Bắt cho hồi nãy không được. Bắt cho hồi nãy là mất bẫy hết. Để ra đựng giữa nha. Bên kia anh ta đang bơm nước. Hơi ồn chút cái nhà thông cảm nè. Bên này bị bít cống rồi nè. Ngày mai thì 2 vợ chồng mình tiếp tục thăm lợ cá nha. Hôm nay tới thăm cái bãi gắn nè. Bên đây ta xả hết trơn nha. Xả chỗ này nào quýnh bãi gắn là ok luôn nha. Đây là vui vụ gắn nè. Bự nhỏ mình không biết nha. Mà tháng này là mini, đa số mini nhiều. Hàng khủng khó kiếm lắm. Chọn hai cái luôn đi. Chọn hai cái luôn đi. Không, chọn hai cái đi. Nghe lời tôi đi, nó nhanh. Ừ, chọn hai cái đợi đi. Hành đen. Con này cỡ 3 lạng chứ được nhì đó. Cỡ 3 lạng. Mới vô à. Ừ. Em này mới vô. Rồi em ngắn lại hồi nãy thì mình thả luôn đó nha. Mình thả khu vực này mình không có đặt bẫy nè. Để vô tôi túm cho. Này thả con ngắn lại luôn nè. Đen. Cái phần đen nó hôi lắm. Phải như phân trắng luôn nè. Này thăm 3 cử mới dính được em nè. Cử đầu tiên thì bị chuột xử. Kẹt khom luôn hả? Này dò vỏ nó ra. Con lợi cũng bự chứ, không có nhỏ đâu. Đi cái nhà đi. Con này cũng tụm cơ quá lạng á. Tại vì mình không ăn gắn cái nhà, cho nên mình không có bắt. Mà bán thì người ta không có mua, nhỏ quá. Đi con cái luôn cái nhà. Đi cắt. Cắt đựng lỗ luôn cái nhà. Qua wow, phần cái nhà ha. Phân nữa nha, hành ngựa chưa biết nha, phân đen phân trắng,
Ồ, hành ngay, hành. Xe tới nữa nha. Thấy không? Giờ thấy ngon quá yêu nha. Ồ, hành vỏ đơn giản là hành nhiều lắm. Em này hình xui nhì vậy nè. Rồi, đây mình gọi bảy sĩ quân đặt mình qua chỗ khác bắt nó nè. Chỗ này bắt không được. Này được nhì đi đỡ ha. Bên đây cái nhà quan ta bỏ nữa cái nha. Mình không dám quay lên trên nữa. Sợ ta phát hiện nha, quay vô dưới nha. Cái nhà quan sát lộ luôn. Cái máy bên đây sao dục 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 đó. Đâu dỡ lên nè. Nhì không? Nhì. Tháo đi. Con này ngon ha. Con này nhì cái nhà. Ba lần cũng ok luôn. Mở vô. Chúng tay tôi lại. Rồi bây giờ mình vô lúa vô chuột đặt lại nha. Chỗ này mát do bà xã thăm lần nha. Xích bản, xích bản, xích bản. Ừ đó đó. Tại vì hồi đặt thì mình chỉ đặt mình nữa nè, bản nó đi theo. Ờ, chỗ này là chỗ đầu tiên luôn nè, mình trả nền từng rồi nè. Cái gì vậy? Có gì không? Có hàng. Ồ, hàng ngon. Đây lì hái đâu, lì hái? Bự nhỏ. Hên xui cái này. Vừa mất lì hái. Ép lúa này nè. Thấy không? Này phân đen đó nè. Lông này lông chuột không, ồ phân trắng lên đây nè, có phân trắng này. Này bắt luôn quá phê nha, không có miếng gió nào hết trơn luôn. Hôm nay hồng thiệt chứ, nãy giờ mới được hai em phải không, em lên thứ ba phải không, ba em rồi. Ờ gắn lại em nữa là năm em rồi, cũng ngon chứ. Nãy chuột sử mình không có quay luôn ấy nè. Gắn này cũng trọng á. Hai cỡ hai lần rưỡi mà chuột sử. Ừ. Bự quá nó làm luôn. Quá trời. Ép luôn, ép luôn. Ừ. Sát sát vô đẩy. Nó nông rồi. Nó. Đừng đứng vậy đó, nó lên nè. Từ từ nó lên, đừng có gấp. Tại vì bạn nhỏ nha, tọt tay vô không được. Con này ngang có 7 à. Ô ngang 9 chứ, đứng 7 à. Con này từ 3 lần. Này từ 3 lần gửi. Tháng này mà chín gắn gì là ngon nha. Gắn 3 thì hên xui, sợ không đủ tiền chuột. Từ gắn gì gắn nhất là ngon. Có tiền liền. Rồi, vô chuột đặt lại. Rồi mà giờ mình thả hồ ngựa luôn cái nha. Ngựa nhỏ lại mình không quay luôn nè. Cái mình nhỏ xíu nuốt con chuột chà bá luôn. Đây xác đựng nhựa nha. Mấy cái lùm này ngon lắm nè. Rồi giờ vô chuột đặt lại đi. Tiếp tục nha. Đây mình cũng có một cái luôn. Bên này không có mưa. Hôm qua quá trời chuyển luôn. Mưa râm râm. Không có mưa lớn nữa nha. Ui nặng nặng nha. Nặng 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 nặng. Có hàng nha. Có hàng. Nè đó. Có hàng. Này chút cỡ 3 lạng đó nha. Nó được nghi vậy. Nè cái đầu nè. Đó là cỡ 3 lạng. Ngon. Quá trời hầm luôn. Bên này thất thu quá nha. Này chín gắn nhỏ nhỏ không à. Video dài là mình cắt bỏ hết đó nha. Chỗ con chín mình hạn chế lại nha. Mình chín chỗ, mình quay chỗ chín thôi đó nha. Cho cả nhà xem không có chán. Video này chắc nó không có được dài. Dạ, ê. Chém chém 3 lạng không hả? À? Có được 3 lạng rưỡi, địch luôn kìa. Địch tỉa. Này hành đỏ. Hành đỏ hả? Chửi tôi gì vậy? À, địch nữa hả? Này lỡ cỡ nhì mà lỡ cỡ 3 mới uổng. À. Kệ đi, làm như mới được 4 em phải không?
Ngon rồi, có gì là quá ngon rồi. Cây chín là mừng rồi. Mấy đại ca đặt lương. Mất cắn nhét cái ống lương á. Bây giờ mình còn hai cái là kết thúc luôn đó nha. Hồi nãy không dính nhiều quá, mình cắt bỏ hết rồi. Mình hạn chế quay luôn, đây dài quá. Phải vô chuồng chứ, để hai cái này sát lộ mà. Chưa mấy con về nhà đổ. Giờ đây mình cũng có một cái nha. Hôm nay cũng bắt hàng khủng mấy lần nữa. Ngoài tháng khô nha, tháng mưa hay chưa. Tháng mưa mình mới đặt à. Đây. Ôi, bữa nay không có chín cái gì nè. Nằm yên ghê. Cái gì nặng nặng vậy? Trời ơi. Nó dướng nè. Quan trọng luôn. Mình tưởng này vô mánh này. Chuột còn, lúa còn. Cái cuối cùng luôn đó nha. Đó không có gì. Này nè, này nè, giống nó nè. Nó trên này từng rồi. Chưa được thâm. Đây là thâm hai đầu tiên luôn. Rồi nhẹ hiệu luôn. Chuột con sao. Này êm quá luôn mà không dính. Để mình tổng kết cố gắng nha, làm được có mấy con. Bữa nay thất thu quá nha. Được 5 em, thả hết 1 em còn 4 em. Chuột còn nhóc nữa nha. Bắt 19 20 con nè. Đây. Này được mấy con nha? 4 em. 4 em bữa nay cỡ. Này cái xanh đôi có cỡ cỡ nhau không. Dạ lên cỡ mấy ký vậy? Ký mấy hả? Tại vì con cỡ 3 lạng rưỡi rồi. 4 con. Cỡ cỡ ký rưỡi. Cỡ ký rưỡi à. Nào cười ngát coi. Buồn hiu vậy. Nay thất thu nha. Chạy hầm quá. Cỡ với nhau luôn. Rồi mình cũng chúc cả nhà xem giá cho dễ nha. Bye bye. Bye cả nhà. Dòng cắn mắc cười quá.